Tiềm mạnh không công bằng, lợi thế bất công, đó là chủ đề của ngày hôm nay. Những lợi thế này không phải lúc nào cũng được công nhận hoặc biết đến, như chúng thực sự giúp chúng ta phân biệt và tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống cũng như là công việc. Điều thứ nhất, khái niệm về lợi thế bất công. Lợi thế bất công không phải là một lợi thế mua được hay kiếm được, mà là những cái điểm mạnh mà bạn sinh ra hoặc là có được do môi trường xung quanh bạn tạo ra. Chúng có thể là tài năng, kỹ năng hay là những cái kiến thức, mối quan hệ hoặc cảm xúc đặc biệt mà bạn có. Thứ hai, đó là tác động của lợi thế bất công. Chúng giúp bạn tạo ra sự khác biệt, giúp bạn có những cơ hội mà người khác không có được. Những lợi thế này dù lớn hay nhỏ đều giúp bạn đi xa hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn so với môi trường xung quanh của bạn. Thứ ba, đó là lợi thế bất công từ góc nhìn cá nhân. Ví dụ như là bạn sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, một nước có bề dày văn hóa về lịch sử của châu Á, và điều này giúp bạn hiểu biết sâu rộng về văn hóa Á Đông. Nhưng là bên cạnh đó thì bạn có cơ hội để du học, sống và học tập ở những cái nước như là Đức, Thụy Sĩ, Ba Lan, nước có nền văn hóa và lịch sử phong phú của châu Âu. Như vậy thì bạn có được cái cơ hội để học tiếng Ba Lan chẳng hạn, một ngôn ngữ không phổ biến như là tiếng Anh, nhưng lại mở ra cho bạn một thế giới mới mẻ và những cơ hội khác biệt. Tiếp xúc với hai nền văn hóa song song giúp bạn có cái nhìn toàn diện, linh hoạt và mở lòng hơn trong cách tiếp cận và giải quyết vấn đề chẳng hạn. Bạn có thể tận dụng kiến thức và từ hai nền văn hóa để tạo ra những cái giải pháp sáng tạo độc đáo trong công việc. Bạn biết nhiều ngôn ngữ hơn, đặc biệt là tiếng Anh hay là tiếng Ba Lan, thì giúp bạn có những cơ hội tiếp cận và hợp tác với nhiều đối tác và khách hàng từ nhiều nước khác nhau. Khả năng này không chỉ giúp bạn mở rộng mối quan hệ mà còn giúp bạn tạo ra giá trị thêm cho công ty và đối tác khi biết hơn nhiều hơn là một hay hai ngôn ngữ. Thứ tư, đó là phát triển lợi thế bất công. Để phát triển lợi thế bất công, trước hết bạn cần nhận biết và công nhận chúng. Sau đó thì bạn có thể phát triển và vận dụng chúng một cách hiệu quả. Và hãy tìm hiểu thêm, kết nối với nhiều người và khám phá nhiều văn hóa khác nhau. Điều này giúp bạn nâng cao khả năng và tận dụng tối đa lợi thế bất công của mình. Vì lợi thế bất công nhé, một vài ví dụ là: thứ nhất là sự may mắn, có những người sinh ra trong một gia đình giàu có nơi họ không phải lo lắng về vấn đề tài chính và luôn được hưởng những cái tiện ích tốt nhất từ gia đình. Thì một người sinh ra trong một cái gia đình có truyền thống kinh doanh chẳng hạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để học hỏi và thừa kế doanh nghiệp của cha mẹ hay là ông bà. Thứ hai là sinh ra ở vạch đích, tức là người ta thường nói về việc người ngậm thìa vàng ấy, khi nói về những người có những điều kiện thuận lợi ngay từ khi mới lọt lòng. Và một đứa trẻ chẳng hạn sinh ra trong một gia đình có truyền thống học thuật mạnh mẽ sẽ có nhiều khả năng được tiếp xúc với sách vở, tri thức từ rất là sớm. Thứ ba là lợi thế địa lý, sống ở các thành phố lớn hoặc trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục có thể mang lại nhiều cơ hội hơn cho bạn. Lấy một cái ví dụ nhé, một người sống ở Silicon Valley ở bên Mỹ có nhiều khả năng tiếp xúc và học hỏi từ môi trường sáng tạo và đổi mới so với một người sống ở vùng nông thôn xa xôi, hẻo lánh. Và thứ tư là tự tìm ra phát triển lợi thế bất công của chính bản thân. Không phải ai cũng may mắn sinh ra với những lợi thế sẵn có, và những bằng sự nỗ lực và quyết tâm, mỗi người có thể tự tạo ra lợi thế bất công cho chính mình. Ví dụ một người không may mắn sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng họ quyết tâm học hỏi và tự học nhiều ngôn ngữ, nhờ vậy mở ra nhiều cơ hội việc làm và mối quan hệ hơn trong tương lai hoặc hiện tại. Áp dụng cái lợi thế bất công như một bàn đạp và nhận biết tận dụng lợi thế bất công của chính mình có thể giúp bạn mở ra nhiều cơ hội mới hơn. Đó có thể là việc sử dụng mối quan hệ gia đình để mở rộng mạng lưới kết nối, sử dụng kiến thức và kỹ năng đặc biệt để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ độc đáo, hoặc sử dụng cái sự may mắn, lợi thế địa lý để đầu tư phát triển kinh doanh. Mỗi lợi thế bất công dù lớn hay nhỏ đều có thể trở thành bàn đạp giúp bạn tiến xa hơn trong cuộc sống như là sự nghiệp của bạn. Những lợi thế bất công của mình nhá, là mình lấy ví dụ người Việt ở Ba Lan có một lợi thế bất công rất đặc biệt là mình lại nói tiếng Ba Lan thành thạo. Thì theo thống kê, số người nước ngoài mà có khả năng sử dụng cái tiếng Ba Lan ở trình độ B1 trở lên ý, chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ thôi để nhận quốc tịch Ba Lan. Một người không sinh ra hoặc sống lâu trên đất nước Ba Lan 10 năm ở đất nước này và không có bằng tốt nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy là thế hệ thứ hai ở Ba Lan thì mình luôn coi trọng việc trau dồi tiếng Việt, trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa mất dần khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt do là hòa mình vào môi trường của Ba Lan này. Thì mình luôn giữ vững cái bản sắc nguồn gốc của mình. Điều này là đến từ việc sau giờ làm giờ học mình thường đọc sách để đọc tin tức và bằng tiếng Việt, giữ cho mình một không gian thuần Việt
giữa cái lòng châu Âu. Một lợi thế khác của mình là kinh nghiệm làm việc với SAP. So với nam giới thì số lượng phụ nữ đạt đến vị trí Senior Specialist về SAP thì không nhiều. Mặc dù không phải là đam mê nhưng công việc này mang lại nguồn thu nhập ổn định cho mình trong một thời gian rất là dài. Bên cạnh đó thì mình còn có niềm đam mê với bút nghiêng và tự do sáng tạo khi viết lách một blog có tên là Sống Đơn Giản, To Live Simple. Và võ thuật nữa cũng là một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Từ nhỏ thì mình đã theo đuổi Taekwondo tại Việt Nam. Sau khi chuyển đến Mala thì mình học thêm Wushu trong vòng 3 năm, thậm chí đã tham gia biểu diễn và giành được một số giải thưởng. Ngày nay thì mình quay trở lại với Taekwondo để tăng cường sức khỏe và rèn luyện ý chí kiên định. Những bài học về kỷ luật, khiêm nhường, tôn trọng người khác từ võ thuật đã giúp mình xây dựng một tâm hồn mạnh mẽ và rất là bền bỉ. Tóm lại là từ ngôn ngữ, nghề nghiệp đến niềm đam mê võ thuật, mỗi yếu tố đều tạo nên những lợi thế bất công cho mình, giúp mình tự tin và tỏa sáng giữa cuộc sống. Tự hào với lợi thế bất công của chính mình. Khi còn ở cái tuổi 20 thì mình thật sự chưa nhận ra giá trị mà mình mang lại cho cuộc sống đâu. Sự tự ti đã chi phối quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ của mình, đặc biệt là trong việc cân nhắc giữa hai nền văn hóa song song mình đang sống. Mỗi lần trò chuyện bằng tiếng Việt, mình thường kết hợp với tiếng Malan, tạo nên một phong cách ngầu. Thay vì tập trung vào việc nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Việt của mình, thì giữa đám đông ấy thì mình thường cảm thấy lạc lõng khi nói tiếng Việt. Dù chỉ là nói chuyện với các bạn Việt Nam thôi, lòng tự tin thường bị giảm sút trước cái ánh mắt của người Ba Lan này, người Tây này. Thì mình nghĩ là mình sợ họ sẽ đánh giá mình là người không thể biết thích nghi, không nhập ra tùy tục này, không sử dụng tiếng Ba Lan thành thạo này. Khi mà mình nói tiếng Ba Lan với người Ba Lan thì mình vẫn cảm thấy mình chưa đủ tự tin để so sánh với người bản xứ. Và nhưng sau cùng thì mình nhận ra rằng mình đang tự đặt ra quá nhiều áp đặt cho bản thân. Và mình đã quên mất rằng việc biết hai thứ tiếng và hiểu biết về hai nền văn hóa chính là một lợi thế bất công mà không phải ai cũng có được. Thay vì chỉ chú ý đến những cái khuyết điểm của bản thân thì mình nên tự hào và sử dụng lợi thế này như là một bàn đạp để tiến xa hơn, khám phá nhiều cơ hội trong tương lai hay là hiện tại. Mình biết việc tự tin và tự trọng sẽ không đến ngay lập tức, nhưng mình đã quyết tâm không để những cái suy nghĩ tự ti chi phối bản thân nữa. Lợi thế bất công này chính là vũ khí giúp mình đứng vững trên con đường mình chọn, và mình sẽ không để lỡ bất kỳ cơ hội nào để tỏa sáng. Đam mê võ thuật thì đó là cái lợi thế bất công của mình trong một thế giới đấng mày râu. Võ thuật là một niềm đam mê mãnh liệt mà mình đã theo đuổi suốt nhiều năm qua, mang lại cho mình nhiều lợi thế bất công mà không phải ai cũng nhận ra. Đặc biệt là khi mình là một phần ít nữ giới trong một thế giới võ thuật chủ yếu là do nam giới thống trị. Thật sự là mỗi buổi tập là một cách thách thức. Bên cạnh những cú đấm, cú đá, mình còn phải vượt qua những cái ánh mắt đầy hoài nghi và sự kỳ vọng. Võ thuật đòi hỏi sự bền bỉ, kiên nhẫn và khả năng vượt qua cái giới hạn. Nó không phải chỉ là dành cho nam giới. Tuy nhiên thì rất nhiều người vẫn nghĩ rằng một cô gái thì nên theo đuổi fitness hoặc là môn thể thao nhẹ nhàng hơn để giữ được cái nét duyên dáng hay là nữ tính. Nhưng chính trong những cái buổi tập đó thì mình đã thấy giá trị thực sự của mình. Sức mạnh, sự dẻo dai, tinh thần không bao giờ từ bỏ giúp mình vượt qua mọi rào cản. Mình không chỉ luyện tập để trở nên mạnh mẽ về thể chất mà còn rèn luyện tinh thần nữa, ý chí hay lòng kiên nhẫn. Vậy nên mỗi khi ai đó nói rằng mình đã mất đi vẻ đẹp tự nhiên của một cô gái khi lựa chọn võ thuật, mình chỉ cười thôi và tự tin bước tiếp. Bởi mình biết rằng mỗi giọt mồ hôi, mỗi vết thương nhỏ đều chứng minh sự kiên định và quyết tâm theo đuổi đam mê của mình. Chúng ta đều có những cái lợi thế bất công trong cuộc sống, những cái điểm mạnh độc đáo mà chỉ chúng ta mới có thôi. Điều quan trọng là phải nhận biết chúng này, tôn vinh và sử dụng chúng để tiến xa hơn, đạt đến mục tiêu và ước mơ của chính mình. Với mình đó chính là niềm đam mê về võ thuật và mình tự hào về nó. Chẳng hạn đối với những người không may mắn về điều kiện kinh tế hoặc là môi trường gia đình hay địa lý, việc tìm ra phát triển lợi thế bất công của bản thân trở nên khá đặc biệt, quan trọng. Và sau đây là một số bước giúp bạn khám phá và tận dụng lợi thế bất công này. Nhất là tự đánh giá bản thân, bắt đầu bằng việc tự đánh giá sở thích, đam mê, tài năng, khả năng đặc biệt của mình. Đôi khi chỉ những khó khăn và trải nghiệm độc đáo của bạn có thể mang lại cho bạn một góc nhìn và khả năng độc đáo mà người khác không có được. Chẳng hạn học hỏi để không ngừng, dù ở hoàn cảnh nào thì hãy luôn tìm cách học hỏi. Đó có thể là việc tự học qua sách vở, trực tuyến, thậm chí là trải nghiệm hàng ngày. Kiến thức và kỹ năng mới mẻ sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn và tạo ra những cái cơ hội mới. Tạo một mối quan hệ tốt có thể mở ra nhiều cơ hội. Hãy tham gia các nhóm này, tổ chức hoặc cộng đồng có cùng sở thích và mục tiêu. Qua đó bạn có thể học hỏi để chia sẻ và tìm kiếm cơ hội từ những người khác. Tận dụng môi trường xung quanh, mỗi người, mỗi một hoàn cảnh
dù khó khăn nhất đều mang lại những cái trải nghiệm độc đáo. Hãy tìm cách biến những khó khăn thành lợi thế, như việc sử dụng kỹ năng sống trải nghiệm thực tế để giải quyết vấn đề trong công việc hay là cuộc sống của bạn. Đặt mục tiêu và không từ bỏ, xác định mục tiêu và lên kế hoạch để đạt được nó dù gặp khó khăn. Hãy tiếp tục nỗ lực và không từ bỏ, sự kiên trì và quyết tâm thường tạo ra những kết quả không rất là đáng bất ngờ. Luôn mở lòng, đừng giới hạn bản thân bằng những cái suy nghĩ tiêu cực. Hãy mở lòng đối với mọi cơ hội và sẵn lòng thử thách bản thân. Tìm kiếm nguồn hỗ trợ, có nhiều cái tổ chức và cộng đồng hỗ trợ những người gặp khó khăn này. Hãy tìm hiểu và kết nối với chúng để nhận sự hỗ trợ về tài chính, kiến thức hoặc là kỹ năng. Khi bạn nhận biết và phát triển lợi thế bất công của chính mình, bạn không chỉ tạo ra cơ hội cho bản thân đâu, mà còn có khả năng giúp đỡ và ảnh hưởng đến người khác nữa. Để kết luận cho video của ngày hôm nay, thì mỗi chúng ta đều có những cái lợi thế bất công riêng biệt, đúng không? Điều quan trọng là biết cách nhận diện và phát triển chúng để tạo ra sự khác biệt và đạt được thành công trong cuộc sống. Hãy luôn tự tin với những gì bạn có và khám phá những cơ hội mới mỗi ngày. Mong rằng video ngày hôm nay sẽ giúp ích cho bạn trong cuộc sống của các bạn. Và dựa trên cái kinh nghiệm của bản thân, dựa trên cái cuộc sống mình đang trải nghiệm ở Ba Lan, thì mình muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm sống và mong rằng các bạn ủng hộ. Nếu như các bạn thích video này thì hãy like và có thể subscribe kênh YouTube của mình. Và bạn cũng có thể theo dõi trang tulisimple.com hoặc là trên Facebook để follow mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Và nếu như các bạn có comment hay feedback gì thì có để lại bình luận ở phía dưới nhé. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại.